Shop phong thủy Mai Tôn xin kính chào quý cô bác ơi. Hôm nay em xin lên vài món phong thủy đồ gần giao lưu đến cùng các anh chị và cô bác ha. Đầu tiên thì em xin giới thiệu nhanh đến cho các anh chị, tại vì những cái này thì rất là hút luôn á các anh chị. Đây, em xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một cái dòng chuỗi cẩm thạch ha, bao các anh chị là hàng tự nhiên chuẩn xịn ha các anh chị, chuẩn cẩm thạch. Đồ này là 16 ly. Đây, rất là đẹp luôn. Đây, mấy cái này là loại nhất hết trơn, cẩm thạch nha các anh chị, mát lạnh tự nhiên. Đây. Cái này không phải là đá ép ha các anh chị, bây giờ trên thị trường là đồ giả cũng rất là nhiều, có những cái là đá ép đá bột, còn đồ cái này là đồ tự nhiên chuẩn cẩm thạch. Đây, chuẩn đồ xịn ha. Cái này là dòng to 16 ly. Một viên là viên 16 ly ha các anh chị. Em xin vô lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1 triệu 2 ha các anh chị, 1 triệu 2 bao ship đến các anh chị và cô bác. Những cái dòng này thì bây giờ một cái giá sỉ của nó cũng rơi vào là 880 ngàn hoặc rơi vào khoảng 920 ha các anh chị. Đây, 1 triệu 2 bao ship đến các anh chị ha. Đây, để em cầm giùm anh đi. Đây. Tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác. Hôm nay thì em có đem về những cái loại hổ phách bán cho các anh chị. Hổ phách thì nó có rất là nhiều hạng dạng hổ phách. Như cái này là những cái dòng bản hổ phách vàng. Hổ phách vàng ha các anh chị. Đây, hổ phách vàng đây. Rồi ở đây là những cái dòng là hổ phách mặt lạp. Hổ phách mặt lạp ha các anh chị. Rồi những cái này là mặt màu nó khác nhau chưa. Đây, cái này là hổ phách đỏ. Hổ phách đỏ ha các anh chị. Cái này là bữa kia em bán cùng kèm với là những cái viên hổ phách đỏ đỏ với ngà voi ma mút đó các anh chị. Đây, các anh kia có một vị khách hỏi em cái đó là gì mà em cũng chưa trả lời được, hôm nay em trả lời đó là hổ phách ha các anh chị. Đây, hổ phách đỏ ha các anh chị. Cái này là dòng bản. Đây, cái này là hổ phách vàng ha các anh chị. Thì hổ phách thì là những cái hổ phách này là được lấy từ nhựa thông là rất là lâu. Hổ phách đã gọi là hổ phách thì có ngàn năm ha các anh chị, là rất là lâu, rất là cổ ha các anh chị. Đây, hổ phách chứ không phải là đồ mới, bây giờ không phải là nhựa bây giờ mà làm lại đâu hả anh chị. Đây, tất cả trong đây thì nó có con này con kia đầy đủ hết trơn, chuẩn hàng hả các anh chị, chuẩn hàng. Đây, hổ phách tự nhiên. Đây, những cái hổ phách mặt lạp dòm rất là đẹp, rất là hút luôn hả các anh chị. Đây, chuẩn hàng hả các anh chị. Cái này thì em không có dám lấy nhiều về nhiều bán, thì nói chung là giá trị nó không cao, một vòng thì nó rơi vào khoảng cỡ là nói chung là giá bán lẻ của nó cũng phải là cả 900 triệu bạc, còn ví dụ như giá sỉ thì cũng không thấp được nhiều. Đây, hôm nay thì những cái vòng tròn như thế này, những cái dòng bản này, những cái hổ phách đỏ này rất là mắc ha các anh chị. Em cũng bán đồng giá với giá là 850 ngàn. Một dòng như thế này là 850 ngàn bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Đây, 850 ngàn bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Một vòng như thế này. Còn ở đây thì em có một cái dòng chuỗi, cái này cũng không biết bao nhiêu viên thì em cũng chưa đếm. Nhưng mà được con cái ở đây là có giấy kiểm định luôn các anh chị. Đây, có giấy kiểm định luôn. Chuẩn hàng ha. Chuẩn hổ phách tự nhiên đàng hoàng anh chị. Thì những cái này là cũng đem đi kiểm định được á các anh chị, chứ không phải không kiểm định được đâu. Nhưng mà có cái đã cầm được cái tờ giấy này thì giá nó cũng phải cao rất là nhiều. Nhưng bởi vì thôi, cái này là mình làm là mô phỏng hoặc là tượng trưng cho các anh chị coi là hàng này là chuẩn hàng tự nhiên, chuẩn hàng xịn. Còn mấy này thì mình bán giá này cũng không cần chi phải kiểm định ha, chủ yếu là tin tưởng lẫn nhau thôi. Đây, còn cái dòng này là cái dòng chuỗi đeo tay hoặc là dây chuyền cũng được ha các anh chị. Hổ phách tự nhiên. À, cái chuỗi này là 125 viên. Em xin bán với giá là cái này 1 triệu 350, 1 triệu 350 bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Cái này là có giấy kiểm định. Chứ ví dụ như cái nếu các anh chị và cô bác không lấy không có giấy kiểm định thì cái này rơi vào tầm khoảng có 1 triệu thôi các anh chị. Còn 1 triệu 350 là có này là người ta tính tiền giấy thêm á các anh chị. Còn tiếp đó thì giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái ngà voi xưa, một cái mặt Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngà voi xưa ha, đồ này đồ xưa ha, mua cái này là trong nhà văn luôn hả anh chị. Em xin giao lưu nhanh đến các chị và cô bác với giá là 650 ngàn. 650 ngàn bao ship đến các chị và cô bác. Đây, cái này là em mua lại nhà tao mua cái này là 500 ngàn đó anh chị. Mặt này không là 500 ngàn, bán 650 ngàn bao ship đến các chị và cô bác. Tiếp đến thì em có một cái món siêu phẩm ha. Đây, món này đẹp hơn cái kia rất nhiều. Đây, cái kia thì em bán rồi. Cái kia thì không đẹp hơn cái này, em bán cũng là 3 triệu 3, bớt 200 là 3 triệu mốt hả các anh chị. Còn cái này thì nó đẹp hơn rất là nhiều luôn. Những cái đồ như này hiếm lắm các anh chị. Chuẩn chuẩn tự nhiên các anh chị. Hàng này hàng chuẩn tự nhiên, chúa tể biển cả. Đây, nguyên cái đầu của nó luôn. Rất là đẹp, đẹp hơn kia rất là nhiều luôn hả các anh chị. Đây. Nguyên cái hàm răng của nó thôi là cũng đủ tiền rồi. Thường người ta lấy những cái răng này ra thôi, một cây răng này không cũng bán là 2-300 ngàn một cây. Đó. Ví dụ như các anh chị mua cái này về, các anh chị cứ lựa cái răng nào bự đẹp, tháo ra là mặt dây chuyền rất là phong thủy luôn. Đây, cái này là em cũng đã làm cổ để về cho các anh chị treo tường ha anh chị. Những cái này bao các anh chị là mình có tiền mình mua cũng không được đâu anh các anh chị. Cái này lâu lâu mới có một lần, giá trị thì cũng không phải cao gì, tại vì bán không phải em không bán giá cao được, nhưng mà tại vì nói chung là mình mua rẻ bán rẻ thôi. Đây, chứ kiếm cái này muốn kiếm là cũng chẳng ai ha. Đầu cái này là đầu nguyên cái hộp sọ con cá mập. Đây, em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 3 triệu 8 bao ship đến các anh chị ha. 3 triệu 8 thì đương nhiên nó đẹp hơn, thì mắc hơn kia 600 ngàn. Đây,
Tiếp đến em xin lên cho các anh chị và cô bác làm cái móng gấu rất là khủng luôn. Cái móng gấu này phải trên 7 cent. Tất cả những cái móng gấu bên em là bán phải trên 7 cent nha các anh chị. Nhưng đặc biệt hôm nay là cái này là người ta bọc bạc rất là đẹp luôn anh chị. Nguyên cái này không là một cây mấy hai cây bạc nha các anh chị. Đây một con gồng đặc. Đây một con gồng đặc. Cái này chủ yếu là mình treo phong thủy thôi các anh chị. Mình đeo dây chuyền cũng đẹp nhưng mà nhầm người ta ngại ta thấy kỳ các anh chị. Nhưng mà cái này mà các anh chị để trong nhà thì trắng chặt trừ tà phong thủy rất là cao luôn. Rất là đẹp. Đây, còn những con mắt của con rồng này thì đương nhiên là cái này là chuẩn đá xịn, đá ruby ha các anh chị, chứ không phải là những cái đá mà hạt cườm ở ngoài chợ một viên mấy ngàn mình gắn vô là không có đâu các anh chị. Đây, chuẩn bạc khối ha, chuẩn cái này là bạc nguyên một khối luôn. Em xin giao lưu cái cây móng này với giá là 3,5 triệu bao ship, 3,5 triệu bao ship ha. Thì các anh chị cứ tính đi, một cây mấy bạc rồi cũng đã giá là rơi vào khoảng cỡ 1,2 triệu với tiền công, không phải 1,6 triệu tiền bạc rồi. Còn cây này 1,8 triệu. Nhưng mà em bán cái nguyên combo như thế này chỉ với giá là 3,5 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha. 3,5 triệu bao ship, bao các anh chị là những cái hàng này bên em rất là độc luôn, độc lạ Bình Dương ha các anh chị. Tiếp đến thì em xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác một cái viên đá ha các anh chị. Cái này là đá ha anh chị, cái này là đá thiên thạch phenix đó các anh chị, phenix hoặc người ta gọi là cước sao. Hôm trước em có bán được một cái gì cái chiếc nhẫn mà hôm qua em giới thiệu lên các anh chị á. Còn cái này là người ta khắc là thuận bườm xuôi gió. Đây thuận bườm xuôi gió ha các anh chị, một con thuyền. Đây thuận bườm xuôi gió, cái này mình làm phong thủy hay là mặt dây chuyền cũng rất là đẹp. Còn bạc này bao các anh chị là bạc chuẩn xưa luôn, bạc xưa được gắn đá ruby. Đây bạc không cũng đã đủ tiền ha các anh chị. Đây cái này là đá thiên thạch theo các anh chị, phe tiếp. Đây em xin cái mặt này rất là to, rất là đẹp luôn. Em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1,8 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác ha. Chỉ 1,8 triệu thôi ha các anh chị. Rồi những món cuối cùng hôm nay thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là những cái bóng hổ bên em. Những cái bóng hổ bên em cũng rất là đẹp luôn. Cái này là, nhưng mà cái này em mua lô này được giá rất là rẻ luôn các anh chị. Bao các anh chị cam kết chuẩn hàng và các anh chị có cần thì em cứ ghi giấy cam kết cho các anh chị. Đây những cái bóng rất là to, rất là đẹp. Đã lên bạc ha các anh chị, đã lên bạc. Còn quý các anh chị không thích thì cứ về tháo bạc ra mình lên vàng thôi các anh chị. Đây đồ xịn các anh chị, chuẩn xịn. Tất cả đều còn găng máu ở trong đây hết chưa, còn găng chỉ máu ở trong đây hết chưa ha các anh chị. Rất là đẹp, bao các anh chị chuẩn hàng ha. Cái này là bao hàng trọn đời luôn ha các anh chị. Đây tiền bạc không cũng đủ tiền rồi. Một móng như thế này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 2,8 triệu bao ship đến các anh chị và cô bác. 2,8 triệu ha các anh chị. 2,8 triệu là nhằm khi là mình chỉ mua được bạc thôi, hoặc là một cái móng thôi chứ chưa bao giờ mình mua được cái combo như thế này. Đây rất là đẹp luôn. Đá là các chị, đá cũng rất là đẹp. Cái này chuẩn đá ha, chuẩn đá ha các chị. Cứ mua cái cây thử đá về thì đương nhiên nó sẽ lên vàng lên đỏ cho các anh chị. Đây ví dụ như cái này là quyền đề luôn nè các anh chị. Quyền đề là sao, quyền đề là nó cong các anh chị, cong rất là đẹp luôn. Mỗi cây như thế này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 2,8 triệu một mặt thôi các anh chị. 2,8 triệu thì đương nhiên mình lời khoảng có 300-400 ngàn là cùng ha, bao ship vô cũng vô đó hết chưa. Đây tất cả hàng bên em đều bao ship. Đây riêng cây quyền đài này không là một cây này thôi, các anh chị cứ lên mạng tham khảo. Đã quyền đài thì cây này không bao giờ dưới 5 triệu. Còn cái này là những cây như thế này thì chỉ với giá là 2,8 triệu thì quá là rẻ. Đây quá rẻ luôn các anh chị ơi, rất là đẹp. Tình trạng rẻ thì cũng do kinh tế thị trường thôi các anh chị. Kinh tế thị trường bây giờ làm ăn cái gì cũng khó khăn thì đương nhiên hàng hóa bán thì phải cạnh tranh nhau, chỉ có rẻ mới bán được thôi. Còn bây giờ là bán mắc thì cũng chả có ai mua đâu ha các anh chị. Đây rất là đẹp luôn, chuẩn hàng, không chưa bao giờ là những cái đồ mà rẻ như bây giờ đâu ha các anh chị. Đây một cây như thế này thì chỉ rơi vào 2,8 triệu thôi ha các anh chị. Còn một cây thường thường thôi nhỏ xíu em cũng bán đã với giá là 1,8 triệu 2 triệu một cây. Đây tất cả những cái này đều trên 5 cent hết chưa ha các anh chị. Đây đẹp lắm các anh chị cứ tham khảo. Các anh chị có cần món gì hoặc thích món gì cứ liên hệ em số điện thoại Zalo 0826 252052. Xin kính chào quý cô bác ạ.